Alo, rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh giá buổi thứ hai nhé, về Hòa Phát nhé. Buổi trước thì đã được chia ra làm ba clip đã phát hành trong cái mấy ngày vừa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thử tiếp nhé. Thế thì về Hòa Phát thì hôm nọ cũng có một vài bạn hỏi về về định giá, cho nên là chắc là mình sẽ thử tiếp đây nhé. Đây rồi. Sẽ thêm một vài cái thông tin nữa cho nó rõ ràng hơn một chút. Thế thì 4 quý gần đây. Đây rồi. 4 quý gần đây đây, đúng không? Rồi, vậy là này thì chắc là chuyển lên cho nó cân cân chút để thế. Rồi thế thì lãi của 4 quý trước đó, 4 quý trước đi, đúng không? Đây cũng là e e phẩy gì đi, đúng không? Thế thì vừa rồi là quý 2, quý 1, quý 4, quý 3, như vậy là chúng ta cũng sẽ lấy thêm 4 quý trước nữa là như này, xem là vấn đề tăng trưởng hay là vấn đề như nào đấy. 2138 này, đây là cái quý quý 3 27, quý 4 27 là 2395, quý 1 là 2211, quý 2 28 là 2195, như vậy là 89. Như vậy là xét về tăng trưởng ở đây còn là tăng trưởng âm nhé. Rồi, vậy là tất cả là chia cho chính cái thằng P9 kia đúng không? Chính là 89 này. Rồi, như vậy là còn tăng trưởng âm cơ. Âm khoảng 10% so với lợi nhuận cùng kỳ trước đó. Như vậy là nếu mà chiết khấu định giá mà tác động vào đây nữa thì chắc là giá này là còn phải giảm thêm cơ. Và cái hệ số định giá này còn phải giảm thêm cơ. Như vậy là thôi rồi, cái ở đây mình biết thế đã. Thế còn những công ty nào tăng trưởng thì mới ốp cái này vào. Chứ còn nếu mà không tăng trưởng thì áp này vào khi còn tồi tệ nữa, đúng không? Cho nên là như vậy là cho thấy là định giá của Phát là vẫn còn cần phải đợi, đúng không? Chúng ta chưa chưa vào ngay được. Bây giờ có ai có thích lướt lát thì hôm nào giá nó cắm sâu mà có cầu một tí rồi nước ngoài dừng bán, đúng không? Hôm nay đảo ra mua thì có khi là được. Còn lại thì phải chậm rãi, đúng không? Trong lúc mà đang đợi cái nhà máy kia. Còn bây giờ vào sớm là cũng không hợp lý, đúng không? Rồi, chúng ta tạm thế đã nhé. Còn nếu mà bình thường, nếu mà theo đúng đúng như mình hay làm ấy thì bạn để chốt nhỉ. Chỉnh cái này xuống. Rồi. Đây thì phải cắt xuống một cái. Rồi, hy vọng số liệu không bị nhảy nhét đi. Rồi, vẫn vậy thôi. Còn nếu mình ở đây gọi là chiết khấu giá đúng không? Chiết khấu giá khoảng gọi là 5 đi. Hoặc là như bình thường nhiều người đánh giá những con tăng trưởng như Thế Giới Di Động hay là PNG gì đấy thì chắc là, hoặc là Viettel Post gì đấy thì chắc là phải khoảng 2 năm, đúng không? Chiết khấu giá khoảng 2 năm. Nhưng vấn đề đây là lợi nhuận còn đang giảm cơ, chứ nó không phải là lợi tăng, cho nên là tương đối khó. Nên là nếu mà cứ đưa ra một cái ước lượng chủ quan thì là sẽ không chính xác lắm. Thế còn ví dụ chẳng hạn như là bình thường là sẽ làm như này nhé. Rồi thì còn tụt nữa. Rồi lợi nhuận nếu mà cứ theo như này, tụt như này thì tốc độ tụt này thì chỉ còn có 7,1 thôi. Và nếu mà ốp cái hệ số ở đây mình chắc để chỉ 1 năm thôi, đúng không? Vì năm sau có nhà máy rồi, cho nên là lúc đấy sẽ theo cái đấy thôi. Còn ở đây thì sẽ lúc này thì sẽ tất cả cái này lại chia cho cái
môn hóa này đúng không? Đây là P4 đúng không? Như có gì đấy. À đây đây đây. Rồi, tất cả chỉ cho. Rồi, như vậy là P4 cái 10,5% kia thì nó coi như nó chỉ còn khoảng 95 từ thế nào. Cái công thức này của mình là bị đặt sai gì đấy. Rồi, 89% chuẩn rồi. Rồi P8 là 8.000 tỷ, 8.000 tỷ nhân với 89% tất tần tật chia cho P5, quên, sorry, cái giảm này là do là chỉ có 12% thôi, như vậy là còn tồi tệ nữa cơ. Đúng không? Như vậy là như thế này là áp lực giảm giá là vẫn còn nhé, nên là cứ phải chậm rãi. Ở đây nha, tại vì hiện nay là Hòa Phát lợi nhuận đang giảm, cho nên là áp dụng mô hình này nó có vẻ là không chưa phù hợp lắm. Thế còn nếu mà những cái mã mà đang tăng trưởng thì sẽ sau này mình sẽ có một cái buổi là phát thẳng cái đấy vào đúng không, để đưa ra một cái dự tính sơ bộ. Rồi chúng ta sẽ tiếp nhé. Và lại chút về 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 cái này nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với lịch sử đúng không? Sự Hòa Phát đúng không? Xem có những cái bước đường chính gì và chúng xem có những điểm nhấn gì. Tháng 8 năm 92 đây rồi đúng không? Chính chính đây, kia tiểu sử, đây là lịch sử, có vẻ như là chi tiết hơn. Thế thì chính là công ty phụ tùng, như vậy là xuất phát ban đầu của ông ấy là công ty phụ tùng. Rồi. Rồi đến năm 95 đúng không? Thành lập công ty nội thất. Tháng 11 năm 95. Kia kia là lúc mà họ gia nhập các cái lĩnh vực thôi. Ở đây có thể là chưa chắc. Họ thành lập từng công ty một luôn. Vậy chắc là phải ghi lại rồi. Nhưng mình xa quá rồi. Như vậy là họ có 95 đến năm 2001 thì làm liền một lúc mấy ông liền đúng không? Thép Hòa Phát Hưng Yên đúng không? Đây, công ty chắc là bên ống thép. Rồi. Hai là điện lạnh, chính là cái thằng mà điều hòa bây giờ đó, Unikey gì đấy. Rồi ở đây chính là bất động sản này đúng không, cái Mandarin Garden. Rồi. Trước đây có ok một chị bên cái ở cái khu Mandarin Garden chỗ Hoàng Minh Giám của Hòa Phát thì thấy phản hồi là khá tốt đúng không? Đấy, như thế là ok, tương đối có tâm. À đây quên lại cái này, họ trình bày xuyên trang. Rồi. Đây, tháng 8 1996 thì họ lập công ty ống thép Hòa Phát đúng không, chính là cái công ty bây giờ đấy. Rồi một trong những lĩnh vực chủ chốt quan trọng. 2001 thì lập như kia đúng không, và đến tháng 8 hay là 7 đây là thời kỳ chuẩn bị lên sàn đúng không, mấy tháng sau là họ lên sàn thì thành lập công ty thép Hòa Phát Hải Dương đúng không? Rồi và điểm đặc biệt ở đây là cái này để triển khai một cái gọi là khu liên hợp nhé, chứ không phải là một nhà máy thép đơn giản giống như khu liên hợp mà dùng con bây giờ. Rồi mình kiểm tra tiếp nhé, có những cái sự kiện quan trọng.
Rồi, mình cứ ghi theo cái ý của họ. Tháng 1, 2 là 7. Tái cấu trúc nó. Đấy là tái cấu trúc để sàn. Rồi đến tháng 11. Lên sàn chứng khoán rồi. Còn gì không? Đấy rồi, như vậy sự kiện ở đây kỹ cái kia đấy. Cái này là có thể là sẽ kiểm nghiệm được hoạt động kinh doanh trong quá khứ đấy. Đây đến tháng 8 22 nhé. Tháng 8 22 như vậy suốt từ năm 2017 cho đến 22 là chả có sự kiện quái gì, đúng không? À, còn đoán được chưa chưa? Rồi ghi cho, đúng không? Rồi thì mình sự kiện này từ từ. Nó cái này khả năng cao đây là trăng 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 đôi cho nên là họ nhảy rất là lộn xộn. Ây giời, bây giờ để đây ạ, tưởng không có sự kiện gì. Tháng 6 hay là 9 thì ông ấy có được cái công ty khoáng sản An Thông, hình như là nghe bảo thì từ đấy là đây là mua mua lại một cái mỏ quặng sắt ở trên Hà Giang, và đây chính là công ty đấy, đúng không? Như vậy là theo như cảm nhận đây thì có nghĩa là ông ấy muốn muốn có cả quặng, có cả quặng, như vậy là muốn ăn tất, đúng không? Làm từ đầu đến cuối, đào vào quặng lên xong rồi luyện thép lại, xong rồi cho ra sản phẩm đấy, xong rồi đẩy cái đại lý, đúng không? Như vậy là muốn ăn tất. Tháng 11 lại cấu trúc tiếp, đúng không? Cấu trúc lắm đấy nhỉ. Đó, tôi ghi cho đúng xem là có cái gì nó chắc là họ có cho như thế là quan trọng, đúng không? Trước là cấu trúc tập đoàn thôi, đúng không? Đây là cấu trúc công ty, bây giờ là cấu trúc hoạt động của riêng công ty mẹ thôi, đúng không? Ở đây thì tách là cái sản xuất và kinh doanh thép ra, đúng không? Như vậy là mấy cái ông điện lạnh rồi mấy cái ông gì gì điện lạnh này, xong rồi thiết bị phụ tùng này, đúng không? Tách hết ra khỏi, và thép là rượu. Sau đó thì đến trước đấy là tháng 12 2009 là đầu tư vào cái gì đây, là cái khu kia đang bắt đầu xong rồi. Như vậy là bắt đầu đầu tư cái khu liên hợp này là vào tháng 8 2007, nhưng đến tận tháng 12 hay là 9, tức là sau khoảng hơn 2 năm. Như vậy là cái này có thể liên tưởng đến cái Trung Quốc nhá. Cái Trung Quốc mình thấy nhớ là đâu đó vào khoảng đầu 2007, đầu 2017 thì đến cuối 29 này là bắt đầu chuẩn bị có một số cái xong, và đến đầu 2020 mới xong. Như vậy là khoảng 3 năm, cái này là do cái dự án kia nó lớn quá. Rồi đây là một khu liên hợp nhá, như vậy là họ thuê, chắc là thuê đất rất là rộng thì mới làm ra được cái việc như này, đúng không? Tháng 12 2009, đúng không? Rồi tí nữa mình sẽ quay lại kiểm tra nhé. Bây giờ mình cứ ghi hết các sự kiện nào, mình hết chưa nhỉ? Tháng 8 22, tháng 11, đúng rồi, đến tháng 12 rồi. Tháng 8 22 chính cái này, đúng không? Rồi. Cái này thì gọi là được tặng huân chương, mặc dù ở Việt Nam thì cái này ý nghĩa không lớn, đúng không? Thường thì mang tính chất là trong nội bộ nhà nước thì sẽ ok hơn, đúng không? Thế còn ở đây thì rồi. Nói chung là có thì tốt hơn, đúng không? Tháng 10 2013, đúng không? Họ một lần nữa nhắc đến khu liên hợp gang thép Hòa Phát hoàn thành giai đoạn 2. Cái này chính Hải Dương nhé, chính là cái vừa hoàn thành giai đoạn 1 kia, đúng không? Ở đây là họ nhắc đến chính là nó đây, và là thời điểm này là cái công suất thép của Hòa Phát đã nhảy lên thành là